Em xin kính chào tất cả các bác yêu hoa lan nhá. Hôm nay thì nhà em lại có một bạn mông cộc đuôi. Đó, một bạn đỏ tuyền mông cộc đuôi nhá các bác nhá. Các bác rất là thích màu đỏ tuyền này. Đây là dòng chó mông cộc ạ. Dòng chó đỏ phong thủy. Dòng chó đỏ phong thủy ạ. Cái màu đỏ này thì các bác nói chung là các bác nuôi những cái dòng chó đỏ này thì nó sẽ mang lại một cái phong thủy rất là nói chung là tài lộc, rất là tài lộc mang đến cho các bác nhá. Đó, em bê lên như này thì nó hơi run các bác ạ, tại vì chưa được bê bao giờ, chưa được bê bao giờ. Em đã tiêm phòng và tẩy run rồi. Bạn này thì em chia sẻ cho bác nào đón về nhà để đón Tết năm nay cùng với giá là 2 triệu đồng nhá, 2 triệu đồng ạ. Đây ạ, đã tiêm phòng tẩy run hết rồi. Đây là bạn đực Nó nha các bác run nhá. kiểu cực. Nó run lắm, tai rất là bé luôn các bác nhá, mặt rất là đẹp luôn nhá. Nó run kiểu chưa được bé bao giờ các bác. Đẹp Rồi, thật. đây ạ, đuôi cộc đi nhá các bác nhá, đuôi cộc đi ạ. Đó, đây, anh quay cho các bác xem nó chạy nha. Chút. Sợ, đang run các bác ơi. Đang run. Đó, đuôi cọc đây các bác ngắm cho em nha. Chút chít. Đó. Rất là khôn luôn ạ, nhanh nhẹn lắm nha các bác nhá, nhanh nhẹn lắm. Đó, 2 triệu đồng nha các bác nhá. Bác nào mà muốn 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 bắt thì bảo em nhá. Rồi, tiếp theo ạ, em lại lên tiếp tục cho các bác những giò gà tròn nhá. Những giò gà tròn đây là các bác này. Giò này nó có cái bộ rễ này, các bác nhìn như thác chảy luôn. Đó, mã này là mã mặt hoa của gà tròn thì nó sẽ đúng vào dịp Tết luôn nha các bác nhá. Đúng vào dịp Tết luôn ạ. Chỉ 250 giò này thôi nhá các bác nhá. 250 A51 250 ạ. A51 250 nha các bác nhá. Thân rất là đanh vàng luôn. Toàn bộ đều là thân hoa hết nha các bác nhá. Thân hoa hết ạ. Đó, mặt hoa thì rất là tím luôn nha các bác nhá. Ở phần ấy, ở phần yêu thích của em ấy. Anh vào album rồi là vào phần yêu thích của em. Thấy chưa? Cho các bác xem mặt hoa. Đấy, thấy chưa? Bên trên trên một tí. Đấy. Rồi, mặt hoa thì rất là tím luôn nha các bác nhá. Mặt hoa thì rất là tím luôn. Đấy, các bác nhìn những cái cánh này, những cái họng, những cái mắt của nó rất là đẹp luôn. Năm cánh tím, họng đen xì luôn nha các bác nhá. Là rất là đẹp luôn đấy ạ. Rất là đẹp luôn. Quá được rực rỡ luôn. Các bác thay thế một cái giò lan chơi Tết, chơi hoa và Tết luôn nhá. Và chơi hoa xong thì các bác lại treo ra vườn chăm. Sang năm các bác lại chơi hoa nhá. Mã này là mã A51 này, 250 nha các bác nhá. A51 250. 95% là thân hoa hết nha các bác nhá. Tiếp theo giò này rất là đẹp luôn này các bác này. 280.000 thôi các bác ơi. A52 280.000 to dã man luôn. Giò này phải đến hơn 30 thân hoa đấy ạ. A52 này 280k thôi nha các bác nhá. A52 280k rất là đẹp luôn. Mướt mượt mượt luôn này các bác này. 280 thôi trời ơi. Tiếp theo ạ. Em lên cho các bác mã siêu mập luôn, A53 250 ạ. A53 250.000 nha các bác nhá. A53 này 250.000 quay ban ngày thì nó rất là đẹp. Nhiều hôm thì nhà em bận ban ngày nên là lại quay tối nên những các bác nhìn không rõ được những cái thân của nó óng ánh như thế nào. Đó, đây em quay vào ban ngày, sát ban ngày cho các bác xem cái bộ lá nó óng rồi thân nó óng như thế nào. Buổi tối thì sẽ nhìn không rõ các bác nhá. Nói chung là giò nào cũng rất là đẹp thôi, tùy vào giá tiền mà các bác bỏ ra thôi. Đó. A53 250 nha các bác nhá. A53 250. Rồi tiếp theo ạ. Ừ. Rồi tiếp theo ạ, em lên cho các bác mã A65 250 ạ. A65 250.000 đồng. A65 250.000 đồng. Kể cả những cái thân này cũng là thân giả, à thân hoa hết nha các bác nhá. Thân hoa hết ạ. A65 250.000 đồng. Rồi, tiếp theo ạ. Em lên cho các bác những mã cẩm báo hôm nay siêu VIP luôn, siêu hot luôn. Rồi, mã cẩm báo, mã này là A4, A64 này, 108 này. A64 108 các bác ngắm cho em bộ rễ nha. A64 180.000, hôm nay cẩm báo siêu hot luôn. Siêu hot luôn nha các bác nhá. A64 180.000. Rồi, tiếp theo ạ. Em lên cho các bác mã cẩm báo tiếp theo. Mã này là mã cẩm báo A62 150. A62 150 nha các bác nhá. A62 150 ạ. Rồi, tiếp theo ạ.
giò này nhá. Rồi tiếp theo ạ, em lên mã cẩm báo tiếp theo. Mã này là mã A63 này, 160k. A63 160k nha các bác nhá. A63 160k. Rất là đẹp luôn nha các bác nha. Rồi tiếp theo ạ, em lên cho các bác là những mã gà tròn tiếp theo nhá. Rồi mã này là mã A59 này, 230 này. Mã này cũng siêu đẹp luôn này các bác này. A59 230.000 nhá. A59 230.000, các bác cứ lấy khoảng 2-3 giỏ về các bác treo lên hoa Tết. Đều là hàng thuần quá khỏe rồi, hàng thuần trên 2 năm rồi nhá. A59 230.000. Rồi tiếp theo ạ, em lên cho các bác mã A66 ạ, 260.000. A66 260.000 đồng. A66 260.000 đồng. Thân đều rất là óng ánh luôn các bác này. Thân đều rất là gọi là quá siêu tuyệt vời luôn các bác ạ. To, mập, giả đanh luôn nha các bác nhá. Tiếp theo, em lên mã gà tròn A54 này, giò này 250 này. A54 250.000 nha các bác nhá. A54 250.000 đồng. A54 250.000 đồng. Quá đẹp luôn. Rồi tiếp theo ạ, em lên tam bảo sắc luôn đi. Tam bảo sắc giò như thế này thì 160.000 thôi ạ. 160.000 đồng. Dáng hương tam bảo sắc hoa tím nhá. Bông rất là dài luôn các bác ạ. Hàng đã thuần rồi. 160 A61 160 quá rẻ luôn đấy ạ. Hàng quá rẻ luôn nha các bác nhá. Tiếp theo, mã tam bảo sắc to hơn một tí các bác nhá. Mã này thì 200 A60 ạ, 200.000 đồng. A60 200.000 đồng nha các bác nhá. A60 200.000 đồng. Rồi ạ, tiếp theo. Em lên cho các bác một mã gà trụ nha. Một mã gà trên trụ này, các bác nhìn rễ cho em này. Rễ nó cứ tăm tắp này các bác này. Một rề nha các bác nhá. Đây là một rề. Trên 30 thân tơ, mà thân tơ đều tầm khoảng 50 sen, 60 sen các bác nhá. Thân rất là dài luôn. Đây ạ, cái giò này các bác sưu tầm về có hoa thì nó tuyệt vời luôn. Đó, tuyệt vời ông mặt trời luôn đấy ạ. A50 ạ, 600.000 đồng các bác nhá. A50 600.000 đồng. A50 600.000 đồng. Gà tròn một dề luôn nhá các bác nhá. Một dề này nó có hoa vào một thời điểm luôn đấy ạ. Rồi tiếp theo ạ, em lên cho các bác là mã A68 260.000. Đây, mã này thì có bộ rễ xanh này các bác này. Rễ nó xanh nó đanh luôn. A68 260 ạ. A68 260.000 đồng. A68 260.000 đồng nha các bác nha. Đó, rất là đẹp luôn đấy ạ. Tiếp theo ạ, A58 260.000 đồng. A58 260.000 đồng nha các bác nhá. A58 này 260 ạ. Đấy. A58 260.000 đồng. Nói chung là cùng một kiểu trăm nên là những cái thân này nó rất là giống nhau nha các bác nhá. Đấy, rất là nhiều mã cho các bác lựa chọn luôn. A67 250 nha các bác nhá. A67 này 250.000 đồng. A67 250.000 đồng. Những cái thân này là thân hoa hết nha các bác nhá, chứ không phải thân già đâu nha các bác nhá. Rồi, tiếp theo ạ. Em lên mã A57 này, giò này 250 này, giò này thân dài này các bác này. A57 250.000 đồng. Thân dài và rất là mập nha các bác nhá. Đây, vàng ươm luôn. Đó, mã A57 250 nha các bác nhá. A57 250. Tiếp theo ạ, em lên mã Sơn Thủy Tiên nhá. Sơn Thủy Tiên ạ. Đây là cũng hàng một rề hay sao ấy. Không phải, nhưng mà nhìn trông như hàng một rề luôn này các bác này. Mã này mã A69 320. A69 320.000 nha các bác nhá. A69 320.000 đồng. A69 320.000 đồng nha các bác nhá. A69 320.000 đồng. Rồi tiếp theo ạ. Mã gà tròn siêu to luôn. Trên một cái chậu gỗ to nhá. Trên một cái chậu gỗ to. Mã này là mã A56 này 1 triệu đồng. A56 1 triệu đồng. Mã này thân cực kỳ mập luôn này các bác này. Thân nó quá mập luôn nha các bác nhá. Thân quá mập luôn. Long lanh luôn đấy ạ. A56 1 triệu đồng. A56 1 triệu đồng cho giò gà tròn này nhá. Trên chậu gỗ ạ. Các bác có thể nhìn thấy cái rễ của nó nhá. Nó bám này. Đây các bác nhìn này. Rễ nó bám xung quanh luôn, rễ quá khỏe nhá. A56 1 triệu đồng giò này nha các bác nhá. Rồi ạ, tiếp theo.
Những cái giò to này tiền cước rơi vào khoảng độ 50.000 thôi ạ. 5-60. Rồi tiếp theo A55 750. Đó, A55 750.000 đồng. A55 750.000 đồng nha các bác nhá. Mấy chục tấn hòa luôn đấy. A55 750.000 đồng. Rồi ạ, tiếp theo. Em lên cho các bác một mã trụ tiếp theo. Hôm nay toàn gà là gái ạ. Mã này là mã A70 750 ạ. Một giò trụ nha các bác nhá. Giò trụ A70 750.000, các bác nhìn thân này. Đây các bác ơi. Đây ạ, rễ nó bám như thế này. A70 này. 750 nha các bác nhá. A70 750.000 đồng. A70 700. Những cái giò trụ này của em thân nó cũng rất là dài nha các bác nhá, thân hoa cực kỳ là nhiều luôn. Đó, rồi. Có nó nháy nhỉ. Bây giờ em sẽ quay cho các bác rượu XO nhà em nhá. Rượu XO nhà em thì hôm nay em có rất là nhiều bình luôn. Rất là nhiều bình rượu XO. Đây ạ. Rượu XO là rượu đông trùng hạ thảo nha các bác nhá. Rượu đông trùng hạ thảo này thì có rất là nhiều mẫu mã. Đây là mã số 1 này, mẫu số 1 này. Đó, các bác muốn lấy bao nhiêu chai các bác bảo em nhé. Mẫu số 1 này. Đó, mẫu số 2 này. Đây là mẫu số 2. Đây là dạng mẫu chai số 2 nha các bác nhé. Đây. Đó, mẫu chai số 2. Đây là dạng mẫu chai số 3. Dạng mẫu chai số 3 nha các bác nhá. Dung tích thì đều giống như nhau hết ạ. Dung tích đều giống như nhau hết. Thì nếu mà các bác lấy combo 3 mẫu chai này, 3 chai này, mỗi mỗi mẫu một bộ thì giá sẽ là 400.000. Còn các bác mà muốn lấy mã nào thì các bác bảo em nhá, 150 một bình ạ. 150 một chai như này. Đây là mẫu số 1 nhá, mẫu giữa mẫu tròn này là mẫu số 1. Mẫu này gọi là mẫu bình XO. Đấy, mẫu này là mẫu hình bầu. Hình chai bầu nha, nắp đỏ, dấu ấn đỏ nha. Mẫu này là mẫu số 3 này. Đó, mẫu số 3 này. Đấy, còn các bác nào muốn lấy 3 mẫu này thì các bác bảo em nhé, 400.000 cho 3 mẫu này nhé. Một mẫu là 150. Đó, rất là nhiều luôn. Rồi, bây giờ em sẽ quay sang hàng dược liệu nha các bác nha. Em xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em muốn giới thiệu đến cho các bác là những mặt hàng tươi ngâm rượu các bác nhá. Hôm nay em về được mấy bó của sâm cau rất là đỏ luôn nha các bác nhá. Sâm cau này đỏ như thế này các bác lên bình rất là ngon này các bác này. Sâm cau thì một bó như thế này thì hai bó này tính ra là 3 cân 3 cân 8. 3 cân 8 thì tính ra là một bó thì gần 2 cân các bác nhá, một bó gần 2 cân. Đó, 120.000 đồng cho một cân các bác nhá. 120.000 đồng một cân. Rất là đỏ luôn này các bác này, tươi rói luôn. Đó, nghĩa là các bác chốt một cái là em gửi đi là rất là tươi nha các bác nhá. Cái tàu kê luôn, để các bác ngâm lên bình đỏ cực kỳ đẹp màu luôn nhá. Đó, sâm cau rất là dài luôn nha các bác nhá, rất là dài luôn đấy ạ. 120.000 đồng cho một cân nha các bác nhá, 120.000 đồng cho một cân. Rất là đẹp luôn. Rất đỏ tươi luôn nha các bác nhá. Quá đẹp luôn đấy ạ. Hôm nay xuất sắc luôn, sâm cau như này là xuất sắc luôn nha các bác nhá. 120 một cân. Tiếp theo ạ, em lên đẳng sâm nha các bác nhá, đẳng sâm. Đó, đẳng sâm này các bác lên bình, nói chung là rượu uống cực kỳ là thơm luôn đấy ạ. Đó, mà giá thành cực kỳ là vừa túi cho các bác luôn nhá. Về các bác lấy khoảng một cân thì về các bác ngâm rượu được, ngâm được bình khoảng độ tầm 5 đến 7 lít là các bác dùng được một bình để uống Tết rồi nhá các bác nhá. Đây gọi là đẳng sâm các bác ạ, đẳng sâm. Đó. Đẳng sâm. Đấy các bác rửa sạch lên các bác lên bình. Rượu uống rất là thơm luôn đấy ạ. 100.000 một cân nha các bác nhá. 100.000 một cân đẳng sâm ạ. 100.000 đồng cho một cân đẳng sâm. Cây rất là đều, rất là tươi luôn nha các bác nhá. Củ rất là đều, rất là tươi. Đó, đẳng sâm 100.000 đồng một cân. Tiếp theo nữa, hạt dẻ các bác nhá, hạt dẻ. Đây là loại hạt dẻ rừng. Loại hạt dẻ này thì các bác về các bác luộc khoảng 10 phút. Luộc khoảng 10 phút rồi là các bác sẽ rang lên nhá. Khi nào mà nó tách tách những cái vỏ này ra là đã chín nha các bác nhá. Đó, khi nào mà các bác thấy nó tách tách những cái vỏ này ra này là ăn được nha các bác nhá. Ăn rất là ngon, rất là bùi luôn đấy ạ. Đó. Rất là ngon luôn nha các bác nhá. Hạt dẻ rừng 50.000 đồng một cân nha các bác nhá. 50.000 đồng một cân. Đó, về các bác nhâm nhi có thể thay hạt hướng dương các bác ạ. Ăn rất là ngon, rất là bùi, rất là béo ngậy. Bổ nữa nha các bác nhá, dinh dưỡng nữa ạ. 50.000 đồng cho một cân hạt dẻ rừng nha các bác nhá. Bác nào mà lấy 5 cân thì
Em lấy giá 45.000 nhá. 45.000 nha các bác nhá. Bác nào mà lấy 5 cân là 45.000 ạ. Tiếp theo ạ. Ba kích hôm nay hàng rất là tươi luôn. Đây các bác ơi. Em có hỗ trợ tách sẵn luôn nhá. Em có hỗ trợ tách sẵn luôn. Đó. Tách sẵn luôn thì nếu mà hàng bình thường như này, chưa tách như này về các bác mua thì giá sẽ là 200.000 một cân nhá các bác nhá. 200.000 một cân. Đó, đây là ba kích tím nhá. Về các bác lên bình nó lên rượu tím cực kỳ đẹp mắt luôn nhá. Ba kích tím này thì bổ thận trắng dương rất là tốt, vấn đề xương khớp cũng rất là tốt luôn nhá các bác nhá. Đó, còn nếu mà rửa sạch này và tách sẵn thì giá sẽ là 300.000 đồng. Đó, 300.000 đồng một cân. Rửa sạch, bóc sẵn và hút chân không gửi cho các bác thì rất là ok. Về các bác chỉ cần bỏ vào bình và ngâm thôi, sạch sẽ luôn nha. Sạch sẽ luôn nhá. Đó, 300.000 đồng một cân, một loại tách sẵn, còn loại như thế này sẽ là 200.000 đồng. Đó. Các bác không có thời gian thì các bác cứ mua cái hàng tách sẵn ấy. Đấy, em hỗ trợ tách sẵn bởi vì tách cái hàng này nó cũng sẽ khá là lâu đấy ạ. Khá là lâu ấy. Rồi, tiếp theo ạ, em lên cho các bác măng nhé. Hôm nay đặc biệt cho các bác nào mà mua măng nhà em, 2 cân măng nữa như thế này. Đó, 2 cân măng nữa, giá sẽ là 350 một cân. Đây là hàng măng nứa nhé. Hàng măng nứa rừng rất là thơm luôn. Để em dở ra như này đã thơm lắm rồi. 2 cân măng thì sẽ được tặng 1 cân miến thì nhé các bác nhé. 2 cân măng sẽ được tặng 1 cân miến. Để các bác nấu thử măng miến cho em nhé. Nếu mà ngon các bác quay lại các bác tìm đến em mua nha. Đây là hàng miến rong bình lư này. Hàng miến rong bình lư rất là ngon luôn đấy ạ. Đó, còn nếu các bác mua lẻ miến rong thì là giá sẽ là 60.000 đồng 1 cân miến rong nhé các bác nhé. Đó, còn các bác mà lấy 2 cân măng, đó, mua 2 tặng 1, lấy 2 cân măng nữa thì em sẽ tặng các bác một gói miến nhé. Đó, 1 cân măng nữa giá sẽ là 350 này. 350 1 cân. Đây ạ. Rất là vàng luôn. Đó. Cực kỳ là thơm luôn đấy ạ. Đều nhau luôn nhé. Đây là hàng đẹp hàng chọn luôn nha các bác nhá. Hàng đẹp hàng chọn luôn đấy ạ. Tiếp theo măng dối. Măng dối ạ. 200.000 đồng 1 cân. Túi này là 5 lạng. Măng dối này thì các bác ăn được rất là nhiều. Ăn được rất là dôi. Đấy. Ăn được rất là dôi. Túi này là 100.000 nha các bác nhá. Túi này là 100.000. Rồi, tiếp theo ạ, đến nấm hương nhá. Nấm hương. Đó, nấm hương rừng. Các bác cứ ăn thử nấm hương rừng nhà em các bác biết nhá. Hôm nay em vừa mới hầm chân giò hầm nấm hương. Nó thơm, phải gọi là thơm 3 gian nhà, 6 gian bếp luôn đấy ạ. Nó thơm lắm, nấm hương này các bác cứ mua thử nhà em các bác về các bác ăn nhá. Nó thơm cực kỳ thơm luôn. Thơm nức mũi luôn nhá. 350 một cân, 350 một cân nấm hương rừng. Tiếp theo ạ, kỳ vị tử này, kỳ vị tử về các bác ngâm rượu cùng với sâm câu hoặc là về các bác có thể ngâm với đông trùng hạ thảo nữa nhá. Đó, về các bác ngâm đông trùng hạ thảo, kỳ vị tử này 200.000 đồng một cân. À đâu 300.000 một cân ạ, em bán từ 5 lạng nhá. Tiếp theo ạ, hoa đu đủ đực ngâm với mật ong. Đây một hũ như thế này, em bán là 350.000 nha các bác nhá. Hũ này là hũ 700ml. 750ml này. Đó, một hũ mật ong ngâm hoa đu đủ đực nha các bác nhá. Đây. Mật này là mật ong khoái nha các bác nhá. Mật này là mật ong khoái. Một hũ này là 750ml này. 750ml. Đấy, giá sẽ là 350.000 nha các bác nhá. Để 350.000 một hũ như thế này. Đó. Tiếp theo, nụ hoa tam thất, đây là hàng hoa nha các bác nhá, không phải nụ. Đây là nụ này các bác này. Đây là nụ, đó, nó nhỏ như này. Đây, nụ tam thất này thì là 350 cho một gói này các bác nhá. 350 một gói này. Còn đây là hoa. Đó, khi mà nụ thành hoa rồi thì họ đem đi sấy như thế này các bác nhá. Về các bác uống trà, dùng trà. Hàng này thì giá sẽ là giá là 300.000 đồng một túi nha các bác nhá. 300.000 đồng một túi. Đó, 250 một túi ạ, 250 một túi. Hàng hoa tam thất này nha các bác nhá. Hoa tam thất ạ. Đây, bông của nó nở ra rất là to đẹp như này rồi các bác nhá. Đấy, đây là hàng hoa tam thất. 250 một túi này. Còn đây là nụ các bác nhá. Còn đây là nụ này, rất là xanh luôn. Cả hai hàng đều rất là đẹp, rất là xanh. 350 một túi này các bác nhá. Rồi, tiếp theo ạ, tinh dầu. Tinh dầu quế. Tinh dầu quế ạ, về các bác xông tinh dầu hoặc là các bác có thể lau nhà nhá. Đuổi rồi đuổi mũi rất là tốt.
tinh dầu quế 150 một chai 500 ml như này nha các bác nhá. Rồi, tiếp theo ạ, tinh dầu sả. Tinh dầu sả nguyên chất luôn. Đó, giá sẽ là 200.000 đồng một chai 500 ml này nhá các bác nhá. Tiếp theo ạ, rượu đông trùng hạ thảo, em đang có hai mẫu chai nhá. Em đang có hai mẫu chai. Đó. Em đang có hai mẫu chai, bác nào thích lựa chọn mẫu nào thì các bác lựa chọn mẫu đấy nhá. Hàng thì nhà em vẫn còn còn rất là nhiều, em đang ngâm ở trên 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 tủ rượu rất là nhiều, em chỉ gọi là trưng bày xuống đây thôi. Còn các bác muốn chốt bao nhiêu chai thì các bác cứ bảo em nhé. Đang có hai mẫu này, 150 cho một chai. Các bác mà lấy 3 chai giá sẽ là 400.000 nhá. 3 chai giá sẽ là 400.000. Về các bác trưng bày cũng rất là đẹp này, hoặc là các bác về trưng bày hoặc là, đúng rồi, về trưng bày rồi Tết uống. Đấy, còn các bác về các bác dùng luôn cũng vẫn rất là ok, rất là thơm rồi nha các bác nhá. Đông trùng hạ thảo. Đó, rượu đông trùng hạ thảo. Và cái rượu này là em ngâm rượu ngô hạt bản giang luôn đấy. Rượu thơm ngon cực kỳ luôn, chứ không ngâm loại rượu rượu rẻ tiền đâu nha các bác nhá. Nên các bác cứ dùng yên tâm luôn. Nhiều những nơi họ ngâm rượu gạo rẻ tiền lắm, thì các bác về các bác uống không không ra gì, nó nhạt lắm. Còn đây là em ngâm rượu ngô hạt bản giang 35-40 độ cơ, các bác cứ yên tâm nhá. Rồi, tiếp theo ạ, đông trùng hạ thảo. Đây là hàng tươi, đây là hàng tươi nha các bác nhá. Đây là hàng tươi. Thì các bác mà hôm nay thì em lại mới xuất ra được một mẻ, nói chung là rất là nhiều hộp hũ như thế này, 70.000 đồng một hũ đông trùng hạ thảo nha các bác nhá. Đông trùng hạ thảo hàng tươi, các bác muốn lấy số lượng bao nhiêu cũng có nha. Tiếp theo ạ, đây là hàng khô, đây là hàng sấy khô, đông trùng hạ thảo sấy khô. Thì một hũ như thế này là 550 g nhá, 50 g, giá là 250.000. 250.000 về các bác có thể ngâm rượu, hoặc là các bác có thể mỗi một lần các bác uống vào buổi sáng thì các bác chỉ cần lấy 2-3 tép thôi, 2-3 tép thôi là các bác pha trà, hãm trà uống vào buổi sáng nha, uống cùng với mật ong rất là tốt luôn đấy ạ. Đông trùng hạ thảo nha các bác nhá, năm nay rất là hot luôn đấy ạ. Đông trùng hạ thảo đó, 250.000 đồng cho 50 g đông trùng hạ thảo hàng sấy khô ạ. Rồi, đó, hôm nay là những mặt hàng em muốn giới thiệu cho các bác. Thì các bác mà muốn đặt loại nào, các bác gọi điện cho em qua số điện thoại là 0869 899 172 các bác nhé. Rồi em xin chào và cảm ơn các bác ạ.